đời tôi sau này tôi có đầu thai lên người, thu nhập thì cũng được, cho cuộc đời tôi khỏe. Giờ sống lang thang như lục bình chỗ sông, đi đến đâu nước ngược thì đậu lại, tối thì đậu tùm lum rồi la, muốn ngủ đâu ngủ, đi vớt đâu vớt kìa. Bùi Hồ xin chào cô bác kính chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và phía sau lưng đây là một cái con sông chạy dọc theo cái tuyến lộ 1A, nói từ thành phố Cần Thơ đi về đến Cà Mau. Trên cái con sông này đó thì cô bác kính chị cũng có thể thấy là rất là nhiều gác trôi nổi. Và những cái mảnh gác đó chính là cái mưu sinh của một cái ông lão có tuổi đời gần 80 năm. Ông phải sống lên đên trên cái chiếc ghe bồng bềnh như vậy để mà lượm nhặt những cái phế liệu mà người ta đã vứt đi bán để mà làm một cái chi phí sinh sống sinh hoạt hàng ngày. Và cuộc đời của ông thì nó gắn liền với cái con sông này luôn. Và để hiểu thêm về ông thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ tìm hiểu về cái cuộc sống của ông. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị theo Bùi Hồ. Chú này là tên gì chú gì hả chú? Tên Dưỡng. Dạ. Chú này, chú Dưỡng này sống ở đây lâu chưa? Sống đây cũng lâu lắm rồi, đó không có vợ con gì hết trơn. Quê có chú Dưỡng này ở đâu? Quê chú Dưỡng này không biết ở đâu, bởi là ông nói rồi cái riết rồi quên. Dạ. Chà. Cái này mình có đường xuống ghe không chú? Tha để coi. Là chú Dưỡng này là làm cái nghề là lượm ve chai trên sông. Đúng rồi. Cái bến này là thường là chú Dưỡng ở đây hay sao chú? Ừ, nó thường xuyên ở đây. Ồ, cây này là cây dừa nước. Chà. Bóng. Dưỡng ơi. Dưỡng ơi. Trời ơi. Dưỡng ơi. Ôi, cái đường này chắc có lẽ mình xuống không được quá. Khoan để coi. Từ từ xuống à. Lúng không chú ơi? Không chú, lúng đâu, không lúng. Chú tên gì? Chú tên gì? Tên Trung. Chú Trung, chú Trung. Tám mấy chú Trung. Ổng cũng hàng 70 mấy rồi. Ôi trời ơi. Dưỡng ơi. Cơm chưa? Cơm chưa? Dạ. Có ai để thăm nuôi nè. Cơm rồi. Nó cơm rồi hả? Ồ. Có chỗ nào đậu chỗ nào trống được không? Được, bây giờ ghé. Mà bơi chiếc ghe qua đó cột vô cái nhánh cà na đó. Dạ dạ thôi đi. Ghe cạn quá rồi. Dạ dạ, đi xuống đi, đi xuống đi. Bước lên này nè. Dạ. Chú Trung nhiệt tình quá. Bước lên này đi nè. Dạ. Ồ, đây, ông đây, cụ đây, đây. Hay quá. Bùn dừa nước này của chú Trung mua hả? Giáp ganh của người ta. À, chú có trồng dừa nước không? Có, chút đỉnh này của bà lão với chồng. À, bán nhiêu bùn chú? Đâu có bán gì đâu. Đừng đâu, cô bán tặng cho con miếng dừa nước uống thử. Ai chặt, ai ăn thì ăn, thì ăn chứ có bán đâu. À. Ở dưới đây á, người ta không có ăn, mà trên mình thì có bán. Ở đây không ai muốn chặt thì chặt ăn à. Không có bán. Rồi đó. Ơi. Giờ bước vậy nè. Con chào chú Tư. Sáng giờ là chú chưa có gờ bến để đi nhặt ve chai hả chú Tư? Ở dưới Gin mới về. Dạ. À. Rồi, bước lên ghe luôn. Dạ lên ghe luôn. Con lên đi, lên chú đi. Chú lên không? Lên luôn đi. Chú lên trước đây. Đi, chú lên trước đi. Lên chặt chỗ lắm. Vậy hả? Bây giờ lên trước đi. Dạ. Bước. Dạ. Bước lên. Đây nè. Bước lên đây hả chú? Bước lên đây nè. Ôi trời. Đi qua. Dính từ từ qua được hết trơn à. Dạ. Để mà gặp chú Tư Dưỡng á. Dạ. Là không phải là muốn gặp là gặp nha mọi người. Dạ. Dạ. Rồi, chú Tư đẹp trai quá chú Tư. Con chào chú Tư. Cái bến này cũng sắp. Rồi bây giờ con, tụi con ở Đồng Tháp xuống đây. Yeah. Thì trong cái dịp tình cờ đi ngang đây đó. Yeah. Thì có nghe được nói rằng là chú Tư là một người mà không có nhà cửa gì hết, sống ở trên ghe, làm cái nghề là nhặt ve chai phế liệu trên sông thôi. Để mà sinh sống qua ngày mà không có người thân nữa.
Thì con muốn biết cái cuộc đời của chú Tư tại sao lại lên trên ghe như thế này. Thì hồi đó tôi đi nghỉ vụ về đó, thì cha mẹ em út lộ nó cũng qua đời, rồi tôi mới đi về Cà Mau có vợ chứ. Rồi bên vợ ăn hiếp quá rồi tôi giả từ vợ con tôi về này sống với cô bác ở tạm trú ở phường 16 này thôi. Chú về Cà Mau chú sống được bao nhiêu năm? Thì với sống cũng được hai mấy năm. Hai mươi mấy năm. Chú đi tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi chú Tư? Đi từ dưới về đây là năm mấy năm rồi. Năm mươi mấy năm. Năm mươi mấy năm là từ ở Cà Mau về chú sống cái nghề này là năm mươi mấy năm hả? Dạ sống đó là đặt lời đặt lú đồ với dân lưới rồi sống nha rồi. Sau này tạm đất ra đó rồi ta về cất nhà cho con ta ở, rồi ta cứ vợ cho con ta đó. Dạ. Rồi ta mới không cho ở, rồi ta mới sắm cái ghe đi vớt cây chai là năm nay nó là 6-7 năm gì rồi. Vớt vớt cây chai chỉ mới 6-7 năm nay hả chú? Dạ. Lúc mà chú Tư không có vớt cây chai á, lúc đó chú Tư làm cái gì để có thu nhập để sống? Thì lúc đó còn sức khỏe đi đào hột mía rồi đặt lợ. Với rặt lú rồi đó. Chú sống ở huyện Kế Sách này là bao nhiêu năm? Đây được Hậu Giang hả chú? Hậu Giang. Bao nhiêu năm? Đây là năm mấy năm rồi. Năm mươi mấy năm. Bao nhiêu năm chú làm nghề đặt lờ đặt lưới? Sau đó thì chú mới chuyển sang cái nghề nhặt ve chai này. Cũng hai mấy năm. Hai mươi mấy năm chú làm nghề đặt lờ đặt lưới. Dạ. Thì cái công việc của chú á, nhặt ve chai là từ mấy giờ đến mấy giờ hả chú? Đi không có nói ngày giờ, nhưng đi bởi vì ghe nặng quá rồi dưới ghe giờ nó mục quá rồi kiếm chỗ đậu đi, đi theo nước lớn thì thả dài dưới. Rồi tới mảng nước thì đậu chờ nước rồng rồi thả trở về, luôn tới luôn vậy nè. Rồi chú ngủ trên ghe này luôn? Ngủ ghe luôn, vợ lúng nát chứ trời ơi, chú chưa thấy. Trong đó con thấy hẹp quá, chú nằm ngủ có thẳng dò ra được không chú Tư? Được. Tí xíu nữa mình sẽ tâm sự về cái chiếc ghe của chú ha Đạt ha. Thì tại sao chú không chọn một cái nghề khác mà chú lại chọn với cái nghề là nhặt phế liệu này? Trời ơi, giờ cảm teo chứ đi không nổi nè. Teo hết hả chú hả? Không leo bờ được. À đây giờ bừng lên bừng không nổi, bừng lên là thở không nổi luôn. Cái chân của chú sao nhỏ bị teo dữ, đi không được luôn hả? Dạ đi được nhưng mà đi nó chậm tới chậm luôn vậy. Nhức mỏi gì không chú? Không. Chú nói là chú bảy mấy tuổi? 74. 74 tuổi. Con thấy tay của chú là lúc chú nói là chú có đi bộ đội. Dạ. Chú đi chiến trường Tây Nam hả gì? Chiến trường ta mình nè. Con thấy vẽ lên chữ tay những cái chữ gì kìa? Ở đây là bởi vì là bạn bè rồi thấy tôi có ghệ mà đi bộ đội đó, thì ghệ có chồng cho người xong coi chơi. Chú đi về Việt Nam là năm mấy rồi chú gặp một người vợ ở Cà Mau? Đi về có năm mấy à. Năm mấy rồi. Lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Lúc đó tôi hai mấy, gần 30 à. Gần 30. Dạ. Thì chú có vợ ở dưới đó là hai mươi mấy năm. Dạ. Có con không? Có hai đứa con mà bỏ nó hồi còn nhỏ, nó giờ cắm nghèo quá rồi không tiền bạc đi đứng không được thì là đâu có tiền đâu mà về tìm con. Chú nói chú sống ở Cà Mau hai mươi mấy năm. Dạ. Là bỏ còn nhỏ, là lúc đó con của chú là bao nhiêu tuổi? Mới có 2 tuổi 3 tuổi thì hai đứa. Ủa sao tại sao chú sống hai mấy năm mà có con có 2 tuổi vậy? Bị đi bộ đội về thì tôi sống có hai mấy năm mà bị tôi lo đi mượn mướn chơi vui với bạn chứ không muốn lập gia đình. Ừ. Rồi chú có gia đình năm bao nhiêu tuổi? Năm tôi hai mấy tuổi. Hai mươi mấy tuổi? Dạ. Ba mấy tuổi chứ. Ba mấy tuổi? Dạ. Ba mươi mấy chú nhớ không? Rồi cái bây giờ tôi nhớ cái trí cũng không còn nhớ gì cho chú ơi. Dạ. Rồi. Cái vỏ có suốt đây mà hồi cái này tính bỏ trong ghe không bỏ chậm tiếp. Giao đấy vậy. Chú vợ chú ở huyện nào? Ở huyện Đầm Dơi. Đầm Dơi. Vậy là chú với vợ chú ly dị luôn?
học có như vậy bị gì đó tôi đi với mận đó, rồi ở bạn bè rồi với cô bác ở xuống biển đó làm mai mối, rồi cái địa phương đó mới đứng cái vợ với tôi nói với bên kia vậy đó, rồi cứ vợ rồi thành ra rồi tôi sống cô lập ở dưới không bà con họ chứ. Ở trên này là chú cũng không có người thân luôn. Trên này thì nay có người thân mà chết cho rồi em tôi rồi, với lại nó cũng có vợ rồi ở đây mà chết cho rồi. Dạ. Chú có khi nào nghĩ rằng là mình sẽ về dưới mình thăm vợ con mình không? Trời ơi, cũng muốn tìm về vợ con quá mà vợ tôi thì thôi mới mấy tháng rồi nghe đến nó có chồng rồi. À. Đó. Lúc đó là vợ chú bao nhiêu tuổi chú nhớ không? Có 23, 24 gì đó. Ồ, vợ chú còn trẻ quá mà. Ừ. Vợ chú tên gì? Tên con Thơ. Chị Nguyễn Thị Thơ. Ờ, cô Thơ. Ừ. Chú có mấy người con thì chú bỏ đi. Hai đứa à? Một hai người trai hay hai người nữ? Người nữ, người trai. À. Trai thì lớn. Trai tên gì chú? Tên Sầm Hưng. Sầm Hưng. Nữ tên gì? Cẩm Hương. Cẩm Hương. À. Là năm nay là chú biết khoảng độ bao nhiêu tuổi không? Thì con cứ chắc độ chắc cũng cỡ ba mấy à. Ba mươi mấy tuổi. Dạ. Yeah. Là chú buồn gia đình rồi chú đi luôn. Đi luôn. Chú trốn đi lên về đây luôn vì làm mướn làm sống. Yeah. Rồi cô bác ở đây rồi kêu đi đâu vậy thôi, giờ về đây sống đi, rồi đào mía đồ gấp cũng còn cắt lúa làm nông rồi đó. Yeah. Thành ra mừng ở đây cái cầu quen rồi địa phương đây cho ở đây, rồi giờ ở đậu người ta vậy, rồi giờ người ta không cho ở thì à, còn vốn được mua chiếc kia này giờ xài giờ nó mục chơi nè. Giá giá này lúc đó chú mua cả bao nhiêu chú? 2,5 triệu, 2,7 triệu. Con muốn hỏi thêm một cái vấn đề về cái gia đình của chú, rồi sau đó sẽ tìm hiểu về cái cuộc sống của chú ha. Yeah. Chú về đây chú có vợ con không? Không. Không có vợ con luôn. Không. Sống độc thân đó giờ luôn. Độc thân luôn. Vì sao chú lại chọn cái cuộc sống một mình mà le phiêu bạc như vậy? Lúc đó cuộc sống của chú rất là trẻ tuổi nữa nè. Thì trẻ tuổi chứ mà là tôi nói chú nghe, bởi vì á người ta chê tôi nghèo đó, rồi không có anh em, không có cha mẹ, ra ta không có chịu gả con. Về đây thì chú sống những năm dài ở ngay tại cái vùng đất Hậu Giang này thì chú có người thương không? Cũng có người thương nhưng mà ra không chịu gả rồi sao giờ chỉ mình có, mình cũng không tiền cưới nữa. Chỉ có tình cảm trai gái thôi. À, tình cảm qua lại chuyện trò rồi chơi vậy thôi. Dạ. Tôi buồn tôi chắc đó đó. Sao vậy chú? Ta đánh giá tôi nghèo này nọ, ta không cho quen với con ta. Không cho quen thì tại sao chú lại chặt mất đi cái một cái phần của ngón tay là sao? Vì hai đứa cũng quá đương nhau mà ta không chịu gả, mình cũng tuổi, số phận. Vậy là chú là một người đàn ông đẹp trai mà cô đơn. Ừ. Nhưng mà lúc đó chú, người ta chê chú nghèo, nhưng mà cái công việc của chú đương thời khi đó thì chú làm cái công việc gì? Thì lúc đó tôi đi giặt lưới gì đây, giặt lưới đặt lờ đặt trúng rồi vậy đó. Yeah. Với đậu mía rồi cho người ta, rồi ai mướn trên mương trên sành gì cũng làm, trên đậu đất mướn cũng làm hết rồi. Rồi lúc cái người mà thương của chú là biết chú chặt ngón mất đi một cái ngón tay để mà luyến tiếc về cái tình yêu đó thì yeah. Cái cô đó như thế nào? Cô đó thì cha mẹ nó bắt về, giờ nó đi có chồng ở đâu rồi, tới giờ mười mấy chục năm rồi cũng không nghe tin nữa. Lúc đó là tầm chú tầm khoảng ba mấy tuổi. Dạ. Có thể là chú là một người đàn ông đa tình nhưng mà bạc phận ha. Bạc phận. Và mình không cha mẹ nữa. Ừ. Thành ra ta nói mình là sống bơ vơ rồi không có chỗ nương tựa đó. Dạ. Ta không chịu gả con rồi sợ con ta nghèo khổ. Dạ. Bây giờ con muốn quay lại cái câu chuyện cũ chú đã nói với con với Đạt, là chú có hai người con, một người chị tên là Cẩm Hương, một người lớn tên là Sầm Hưng, vợ tên là Thơ, sống ở Đầm Dơ.
Cần Giới. Cà Mau. Cà Mau. Và chú bỏ đi thì gia đình lúc đó là khoảng con của chú 2-3 tuổi gì thôi. Ừ, 2-3 tuổi. Thì... vài năm sau thì vợ chú lại có chồng mới để phụ nuôi con. Vậy thì đến thời điểm bây giờ lang bạc nhiều rồi, trôi nổi cũng đã nhiều rồi. Dạ. Chú có một cái mong ước nào là muốn gặp lại đứa con của mình không? Dạ, tôi cũng muốn mong ước lần sau mà tôi cũng gian sinh. Trời Phật ban cho tôi chúng được chuyện 100 triệu thôi. Bởi vì con trai thì còn con dâu. Dạ. Còn gái thì còn thằng rể. Như tôi về ta chấm gì đó, nếu lo được tiền gì đó giữ. Rồi nếu con dâu nó không đồng ý, nói rồi mình nghe mẹ rồi ông dẫn cha ông về đây cái nữa thì thôi tôi bán nhục nữa. Đó. Nếu gì con gái mà con gái nó giàu cho nó nhìn đi mà thằng rể nó không nhìn cái tôi bán nhục nữa. Đó. Sợ con đúng không? Đúng. Có khi không buồn. Tôi nói giờ tôi chết đi. Tôi xin trời Phật cho tôi chết đừng cho tôi bệnh hoạn gì đừng có bất kỳ chết tôi mũi thuốc nào á, ăn thịt tôi bạc nào chứ. Cho cuộc đời tôi sau này tôi có đầu thai lên người hay thú vật thì cũng được. Cho cuộc đời tôi khỏe. Giờ sống lang thang như lục bình chỗ sông. Đi đến đâu nước ngược thì đậu lại, tối thì đậu tùm lum rồi ra, muốn ngủ đâu ngủ, muốn đi vớt đâu thì vớt kìa. Mày vớt có đâu chú ơi, 50 ngày có nhiêu nè. Ngày chú bán được nhiêu? Trời ơi, ngày kiếm 10 ngàn không có, nó kiếm có 3-4 ngàn bạc rồi, mà giờ nhiêu đây chừng 2 ký lô chứ gì. Mà chừng 10 ngày rồi nè. Dạ. Okay, mà chú vác được có chừng 2 kg à? Ừ. Dạ. Mà nhờ cô vác nó cho nữa, chứ không phải mà vứt được chị không. Dạ, con muốn nói về cái câu chuyện của chú một tí, sau đó mình sẽ tham quan hết chiếc ghe ha, chú Tư. Dạ. Chú Dưỡng. Chú nói rằng là có một cái điều ước, thì chú chỉ cần được 100 triệu để mà xuống thăm con mình. Hay như thế nào chú? Ước là ước chúng số chứ là như là mấy chú cũng đâu có giúp là tôi tới đó nổi được. Đó. Con tụi con chở chú về gặp con chú không lấy tiền luôn. Chú chịu không? Tôi giờ không đi đi với rồi về sao tôi về tìm. Con chở chú về luôn. Thôi, tôi giờ cũng không mong gì. Bởi vì con thì hai đứa con ruột mà tôi nói chú gành như vậy. Đó, nếu mà thằng ghế nó nhận á thì đó là cuộc đời tôi hạnh diện. Còn nếu mà con dâu tôi nó nhận á thì cuộc đời tôi cũng hạnh diện. Mà sợ đó, dâu nó không nhận rồi ghế nó không nhận thì tôi con tôi đâu có chứa được đồ vợ chồng nó động lộng nữa. Sợ không cầm được nước mắt nữa ha chú ha. Dạ. Sợ con mình không có quyết định được đó ha chú. Đúng. Chứ không lẽ hai đứa mà nó phản tôi hết sao? Dù tôi không nuôi nó không lẽ nó không nhìn. Gọi là nắm ruột mà. Đúng máu cũng ruột gà cha con mà. Nếu như xem được đoạn video clip này của tụi con có chú lên tận đây thăm chú, có điện thoại cho con lên tận đây thăm chú có chấp nhận gặp con của mình không? Trời ơi, tôi mừng lắm, nói thiệt. Còn hơn ai cho tôi một đống vàng nữa. Đặng cho con tôi nó biết khi tôi có chết nó có về để thăm được, quá cùng. Nó nghe tin tôi rồi có bệnh nặng, chắc có rễ, dù cháu nữa cũng tình cha con. Nó cũng phải lên và tiễn đưa tôi chứ. Dạ. Muốn chia sẻ một chút xíu về cái cuộc đời của chú nè. Lang bạc lên đên như thế này, chú nói chẳng khác nào như lục bình trôi ngoài kia vậy đó. Thì 100 tuổi già thì khi mà mình yếu, chú có nghĩ rằng là một khi mình mất đi thì mình sẽ như thế nào không? Cái đó là mất đi rồi tôi đâu có còn biết gì nữa. Bởi vì giờ tôi không có con, không vợ, rồi không anh em, không cha mẹ. Bây giờ cuộc đời sống thì tạm thời sống vậy rồi
lúc còn mạnh khỏe thì để cố bác về đấy nè, tôi cũng kêu người này lớn kia lớn rồi cũng đó cũng bằng mướn vậy đi quê khu vực sáu rồi nè. Dạ. Bây giờ chị ước muốn một điều duy nhất thôi là gặp được con của mình, cho nó thấy được cha nó, người cha đang sống như vậy. À, còn tôi mới nhắc lại cho con tôi nghe. Dạ. Hoàn cảnh của cha đó sống với mẹ có không được. Dạ. Mà lúc có con còn nhỏ quá đi. Đó. Thật ra cha sợ cha nuôi con không được. Thôi giờ mẹ con dành nuôi con rồi giờ con muốn dành cha rồi nhìn, không dành thôi. Chứ giờ cha không biết. Đó. Bây giờ nếu mà gặp lại con chú cũng chú có nhận ra mặt con chú không? Không ra. Không ra. Tôi không biết đâu. Nếu như mà gặp được con của chú thì chú sẽ nói điều gì đầu tiên? Thì nếu mà nó không có chê bai tôi nghèo hay là nó giận tôi, ừ đó cha bỏ con, giờ cha tìm con làm gì, hay con tìm cha làm gì, thì cái đó không tôi, tôi cũng bỏ tay rồi. Nhưng mà con nghĩ là người con nào á cũng thương cha mình hết, mặc dù là chưa có một ngày được gọi là những ngày nuôi cho con mình, nuôi nấng cho con mình thành người nên người thì chưa có duyên, nhưng mà người cha của mình đã có một cái công gọi là công sinh thành, cái công sinh thành để có cha mình thì mới có được mình. Thì con nghĩ rằng mà khi được xem cái đoạn clip này đó thì con của chú sẽ hiểu nhiều hơn, và nếu như mà chị có chị anh hoặc là người thân có xem được đoạn clip này có thể liên hệ với Bùi Hồ cũng như là Đạt Đồng Tháp để mà liên hệ với chú Dưỡng, một người ông cụ đã sống lang bạc trên cái chiếc ghe này hay Đạt ha. À, bây giờ như thế này nè chú, bây giờ trước khi tìm hiểu về cái cuộc đời cuộc sống của chú thì đoạn clip này cũng khá là dài, con tụi con muốn dành một cái đoạn clip này để gửi đến những người thân của chú, người con của chú, người con trai, người con gái của chú cũng như vợ chú nghe được cái tâm tư của chú ha. Và chú có muốn nhắn gửi cái lời nào trong cái đoạn video clip này không? Tôi... Chú tên gì? Chú tên là họ tên đầy đủ? Trần Văn Dưỡng. Trần Văn Dưỡng. Quê của vợ chú là ngày xưa ở ấp nào, xã nào chú? Ủa giờ cũng quên chứ. À, Trần Văn Dưỡng, con là tên Sầm Hưng với lại Cẩm Hường, vợ là tên Thơ, quê ở huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Thì xem được đoạn clip này có thể liên hệ đến Đạt Đồng Tháp cũng như là Bùi Hồ để có thể cho chú gặp được, cũng như đây là một cái điều mong ước ước duy nhất của chú ngay tại thời điểm hiện tại khi các anh em quay clip như thế này Đạt ha. Và Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau về cuộc đời của ông cụ gắn bó với lại cái nghề ve chai là như thế nào ha.